ứng dụng điều học vào cuộc sống, là một cái hoạt động gọi là mới tân của trung tâm đó, và mình sẽ là cái người mà phụ trách tổ chức chính. Thì theo hôm trước là mọi người có nói là mình sẽ đợi hai lớp tài năng họ tan ra rồi mình sẽ đi vô cái phần giới thiệu luôn, thì mình thấy chắc cũng gần tan rồi đó. Chắc là mình chia sẻ một xíu với nhau đi ha. Ngày hôm nay của mọi người sao? Mọi người có vấn đề gì mà mình suy tư vào cuối ngày không? Hay là mình có cái bài học nào mà mình đã ứng dụng được, hay là mình muốn ứng dụng nhưng mà nó còn chưa có thuận lợi lắm không? Mọi người hãy chia sẻ một xíu. Anh Tân có hiệu ứng gì từ cái buổi chia sẻ chủ nhật không? Thấy tài năng T2 xuống rồi nè, còn T3 nữa. Có hả? Có chia sẻ xíu được không? Tại vì cái ngày hôm nay là cái buổi gọi là ứng dụng điều học vào cuộc sống, cho nên là mình sẽ có những cái kinh nghiệm, những cái hướng, hay là những cái gọi là những cái mẹo, hay là những cái gì đó, những cái thói quen mà mình có, hay là mình tập, hoặc là mình làm, thì mình có thể chia sẻ trong buổi ngày hôm nay, để mà nó là một cái chất liệu để mà mọi người có thể tham khảo và mọi người xài, mọi người lựa để mọi người xài cho cái cuộc sống của mình. Nên là có những cái gì mọi người muốn chia sẻ mọi người cũng hãy nhắn lên. Một hồi mình sẽ nói chi tiết hơn về cái cách hoạt động của cái buổi này. Nãy có tiền định nhắn cái gì lên nè, mất tiêu rồi. To hơn hả? Không, tại hồi nãy là một cái bài nhạc buồn, bây giờ một bài nhạc đỉnh. Cho nên là cái tùm 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 nó mạnh hơn. Ok, chắc là mình cũng bắt đầu từ từ ha mọi người ha. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người trước về cái hoạt động này. Thì để mình share cái màn hình lên nha. Hy vọng là mạng nó sẽ ổn. Mình có share một cái stream mọi người. Mọi người giúp mình nhấn vào coi có vào có thấy được rõ không ha. Có thấy được stream không? Ok, cảm ơn thầy. Rồi. Thì trước tiên mình vô cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ nói một xíu về cái hoạt động này của mình nó sẽ diễn tiến như sao. Thì như mọi người thấy trên cái màn hình ấy thì mình có soạn ra một số những cái thông tin về cái buổi này. Thì cái cơ duyên mà sản sinh ra cái buổi này ấy là từ cái chuyện mà trước mình có buổi trao đổi với thầy và một số bạn. Thì có một cái ý là mình học nhiều quá nhưng mà mình chưa có biến cái điều học nó được thành cái cuộc sống của mình. Tức là mình có một cái sự tách bạch giữa cái việc học, việc làm việc và cái việc của mình sống. Cho nên là mới có những cái khái niệm mình gọi là mình dành thời gian cho bản thân, tức là mình thư giãn đó, chứ thật ra là nó là cái sự mà mình vẫn còn cái sự tách bạch giữa ba cái mảng đó. Cho nên là vì vậy nên là mới có cái sự tổ chức cái buổi này, để mà mình biến những cái điều học hay là những cái thứ mà mình chất liệu mình có được thành cái việc mà mình làm, và xa hơn là cái việc mình sống, tức là mình sẽ ứng dụng những cái điều đó vào trong cái cuộc đời của mình. Thì đó là lý do thứ nhất.
Cái do thứ hai á là mình muốn có một cái môi trường để mà duy trì cái sự thực hành thăng tiến cho mình và cho mọi người. Tại vì á nó có một cái này, tức là khi mà mình để ý, khi mà mình có một cái hội chúng ấy, tức là mình có một cái môi trường để mà mình chia sẻ cái này cái kia, mình kể cái này cái nọ, mình chia sẻ kinh nghiệm các kiểu á, thì nó sẽ có một cái gọi là một cái lực vô hình nó sẽ đẩy cho mình, đó là mình phải thực hành, mình phải suy tư, mình phải làm nhiều hơn để mà mình có cái chất liệu để mình chia sẻ cho cái môi trường của mình nghe nữa. Cho nên là mình muốn tổ chức cái buổi này để mà mình có cái lực đó, để mà nó trợ cho mình, để mà mình học hành, mình làm việc và mình sống nó theo cái hướng chân lý nhiều hơn. Thì đó là cái lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba là một cái nguyện liên quan đến chia sẻ pháp. Thì cái thuật ngữ này nó sẽ liên quan nhiều đến cái mảng Phật học. Thì chia sẻ pháp đó là mình muốn chia sẻ những cái điều đúng tốt, hay là hẹp hơn là những cái lời dạy của, nói chung là những cái lời dạy của Đức Phật và những cái điều đúng tốt khác, mà mình muốn chia sẻ những cái điều đó đến với mọi người. Mình muốn, mình nguyện mình chia sẻ những cái thứ đó. Nên là từ đó mình mới quyết định là mình sẽ thầu cái chương trình này, và mình quyết định là mình sẽ làm lâu dài luôn. Còn về cái thứ hai là về cái tâm thế như mọi người giữ á, thì nó cũng giống như là cái mình mong là nó cũng sẽ giống như cái cơ duyên mà nó ra đời cái buổi này. Tức là mọi người cũng có một trong ba cái vấn đề trên, và mọi người đến cái buổi này để mà có một cái môi trường và có những cái có những con người, và người ta sẽ trợ cho mọi người để có thể thực hiện được ba cái điều đó. Thì đó là cái tâm thế khi dự thì mọi người chia sẻ. Thì như vậy lúc đầu mình làm ấy thì mình cũng rất là lo, tại vì mình sợ là mình là không có ai vô nghe. Nói chung là mình cũng hơi sợ, là kiểu mình cũng hơi mặc cảm một xíu về cái là về cái vốn kiến thức của mình, kiểu nó còn ít quá, nó còn chưa có nhiều, và mình sợ là khi mình làm thì người ta sẽ kiểu, nói chung là mình khá là sợ về cái về cái sự ế của cái chương trình này. Nhưng mà hiện tại thì cái tâm thế của mình đó là mình có những cái thành viên cứng, tức là những cái thành viên đinh ấy, cho nên là dù thế nào thì cũng sẽ có những người mà họ lắng nghe mình, và họ lắng nghe những cái kinh nghiệm của mình, những cái góc nhìn của mình, và họ cho mình những cái chất liệu, những cái vốn liếng để mà ứng dụng được học. Nên là mọi người đừng có lo, thì mọi người tham gia cái chương trình này, hay là mọi người dự cái buổi này với những cái vốn liếng mọi người có. Nên là đó là cái lý do vì sao mà cái chương trình này nó sẽ mở với tất cả mọi người luôn, chứ không có giới hạn lại học viên tài năng hay là học viên các khóa. Thì đó, thì cái thứ ba nữa là cái mà mình suy tư rất là nhiều, đó là liên quan đến cái việc mà mình chia sẻ những điều ích lợi á. Thì khi mà mình nghĩ á, là trong một cái môi trường mà một cái người mà họ hành được một cái thứ ích lợi, và họ nói lên để những người khác họ cùng biết và họ tham khảo một cách thực hành đó, thì một người sẽ giúp cho nguyên một cái môi trường đó nó biết về cái điều ích lợi đó, và cái môi trường đó nó sẽ tốt lên. Và khi mà cái môi trường đó tốt lên về nhờ một sự ích lợi đó, và những người trong môi trường đó sẽ lại đi lan tỏa tiếp những cái giá trị đó đến với những người khác nữa. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ có rất nhiều ích lợi, nên là mình gọi là ích lợi đầy tràn đó. Thì đó là lý do, cái tâm thế thứ ba khi mọi người đi dự, là mọi người biết là mọi người đang đi cái việc, là mọi người tham gia cái chương trình này là mọi người đang chia sẻ cái điều đúng đắn và những cái kinh nghiệm, hoặc là kinh nghiệm xương máu mà chỉ có mọi người có thôi. Thì cái điều đó rất là lợi ích. Khi mọi người học những điều đúng tốt, mọi người thực hành và mọi người chia sẻ lại, thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chính bản thân mình và cả những người xung quanh họ đều tốt lên. Cho nên là cái lợi ích rất là nhiều. Nên là đó là cái mà mình suy nghĩ rất nhiều khi mà mình bắt đầu cái chuỗi dự án này. Đó, cho nên là mình mong là mọi người cũng sẽ tham khảo cái tâm thế đó, nhưng mà mọi người xét dùng một cái tư duy thì mọi người đến với cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cái thứ hai là mình sẽ nói về cái format và cái hình thức sinh hoạt. Thì mình có cái khung giờ và địa điểm cố định, đó là 22:30 tối thứ ba, và ở trên cái kênh này, tức là kênh ứng dụng và điều học cuộc sống, ở trên kênh Discord của Trung tâm Chí Dũng. Và cái cách tham gia thì sẽ có hai cái vị trí, là mọi người sẽ nghe hoặc mọi người sẽ chia sẻ cái điều học, cái cách ứng dụng của mọi người. Thì mọi người cái cách ở vị trí của người nghe thì mọi người cứ lên, đến giờ mọi người cứ lên thôi, thì nó không có cái liên quan đến thủ tục tham gia này kia. Còn khi mọi người muốn tham gia với vai trò của một cái người chia sẻ, tức là một cái người lan tỏa những cái điều đúng tốt, những kinh nghiệm hay ho đó, thì mình có một cái link. Thì cái link đó thì mình sẽ đăng ký và mình sẽ
đăng ký trong link đó và mình sẽ sắp xếp để mà mọi người có thể chia sẻ trong những cái buổi ứng dụng điều học vào cuộc sống. Thì hiện tại á, là cái slot đầu tiên á, là mình chia sẻ ngày hôm nay, còn cái slot thứ hai là đã có người xí chỗ rồi, nên là nếu như mọi người đăng ký liền bây giờ á, thì mọi người sẽ chia sẻ sớm nhất, tức là vào cái buổi ứng dụng điều học vào cuộc sống tuần sau, của tuần sau nữa, thì mình sẽ gửi cái link lên cho mọi người có thể lưu lại cho mọi người đăng ký như mọi người muốn. Thì đây là cái link đăng ký của mình để mà mình chia sẻ những cái điều học vào cuộc sống. Thì trong đó nó sẽ có những cái thông tin liên quan đến cái điều học mọi người muốn chia sẻ, và cái mong muốn của mọi người, tức là cái gọi là cái mong muốn tốt đẹp khi mà mọi người chia sẻ cái điều đó đó, để mà nó giúp cho mọi người có thể chia sẻ nó một cách tốt hơn, và cái điều mọi người chia sẻ nó cũng sẽ có nhiều cái lợi ích hơn. Thì đó là về cái format và cái cách hình thức sinh hoạt. Còn cái hướng khai thác vấn đề thì sao? Thì mình cũng có soạn ra hai cái cách để mà mình có thể chia sẻ trong cái buổi này. Cái thứ nhất á, là mọi người sẽ lấy những cái trải nghiệm thực tế của mình, tức là từ cái công việc hay là từ một cái việc đó mọi người làm, và mọi người sẽ áp mấy cái bài học vô, mọi người sẽ phân tích các cái bài học mọi người đã, đang và sẽ ứng dụng được vào trong cái chuyện đó. Tức là từ một vấn đề mà mình sẽ áp cái bài học, những cái bài học mình đã học vô trong cái vấn đề đó để mình phân tích, mình lý giải và mình rút ra những cái kinh nghiệm xương máu mà nó hay ho hơn. Đây là cái hướng thứ nhất. Cái hướng thứ hai là mình sẽ có một cái bài học khái quát, đúng không? Tức là một cái môn nào đó, mình học một cái bài nào đó mình thấy hay quá. Sau đó thì mình sẽ phân tích từ cái bài đó ra những cái hướng, tức là từ những cái mảng trong cuộc sống của mình mà mình có thể là mình đã, mình đang, mình sẽ có thể ứng dụng được trong đời sống. Thì cái hướng này là từ bài học mình đi ra đời sống. Còn cái phía trên đó là mình từ một cái vấn đề trong đời sống, mình sẽ áp bài học vô. Thì nó có hai cái hướng như vậy, mọi người có thể cân nhắc, như mọi người có thể suy tư để mà có những cái chất liệu để mà chia sẻ. Và không, đầu tiên là có chất liệu để mà cho chính mình tốt lên trước đã, rồi sau đó mọi người sẽ có mong muốn mọi người chia sẻ trong buổi này hôm nay. Thì đó là về cái hướng khai thác mà mình muốn gợi ý cho mọi người trong cái buổi này. Rồi thì đó là sơ lược về những cái thông tin của cái chương trình này nha. Thì có bao nhiêu thôi, thì có những thông tin cơ bản đó thôi, do là nó khá là mới cho nên là nó sẽ trong quá trình mình nó hoàn thiện, nên là trong quá trình mình tổ chức thì có những cái vấn đề gì mới thì mình sẽ cập nhật với mọi người sau đó. Thì hiện tại thì bao nhiêu thông tin đó thì nó cũng khá là đơn giản, đúng không? Chỉ cần đăng ký form rồi chia sẻ thôi đó. Thì đó là sau cái phần format và địa điểm tham dự liên quan đến chương trình này như thế nào. Rồi mọi người, nếu như mọi người nghe, mọi người có những cái câu hỏi hay là có những cái vấn đề nào muốn làm rõ vô cái phần chia sẻ ngày hôm nay không? Cái phần chia sẻ của mình ngày hôm nay là cái sự chăm lo cho sự học của mình và người khác. Nghe hơi dịch tiếng nói. Mọi người còn nghe rõ không? Bây giờ nghe được không chưa? Ngồi bên chúng ta nghe ổn. Ok, cảm ơn thầy Dũng. Ok, chào anh Trương. Khoan hỷ rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, ok. Có gì bất ổn thì mọi người cứ báo lên nha. Thì mình sẽ chậm lại một xíu để mọi người có thể nghe được cái chỗ mà mình đang nói. Rồi, nếu như mọi người ổn, nếu như có câu hỏi gì mọi người hãy nhắn lên sau. Bây giờ mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề của ngày hôm nay, đó là cái sự chăm lo cho sự học của mình và cho người khác. Thì bật mí mọi người một xíu, đây là một cái đề mục mà mình đã thực hành được 22 ngày. Tức là cái dấu mốc của cái lúc mà mình, tức là cái sự chủ động của mình khi mà mình thực hành cái này á, là từ giai đoạn mà sau Tết. Tức là Tết vô đó là mình bắt đầu với một cái công việc mới, một cái vị trí mới, và mình bắt đầu mình có cái sự chủ động mà mình thực hành cái này. Và tính tới ngày hôm nay là được cỡ hơn 3 tuần hơn, là ngày thứ ba là được 22 ngày. Và mình phải nói là nó thay đổi cái quan niệm của mình về nhân sinh đó, một cách hoàn toàn luôn. Tức là cách mình nhìn nhận về con người và về tất cả những thứ mình làm, về những cái sự học của mình á, nó thay đổi rất là nhiều. Anh chưa có chia sẻ là theo sách self-help thì 21 ngày là thời lượng ít nhất để hình thành thói quen. maybe. Và khi mà mình thực hành cái này á, thì có một cái mình muốn chia sẻ với mọi người, đó là
mình cảm thấy từng cái ngày của mình nó trôi qua, mình cảm nhận được từng ngày nó trôi qua và mình thấy nó rất là dài. Kiểu một ngày mình sẽ có những cái việc như mình làm, và mình sẽ có những cái thời gian đó mình suy tư lại, mình có những cái sự chiêm nghiệm lại, và mình cũng có những thời gian đó mình chia sẻ lại cho những cái người mà họ hỗ trợ mình thăng tiến đó. Thì mình cảm thấy mình cảm thấy từng cái ngày á nó trôi qua nó rất là dài luôn, và mình cảm thấy là mình không có một cái cảm giác đó là mình bị sống trôi đi, tức là mình bị trôi theo kiểu là ngày tháng trôi qua mình không hay á, mà mình cảm nhận được từng cái ngày mà mình sống và mình có những sự tiến bộ như thế nào, có những cái gì mới, thì mình cảm nhận được cái đó rất là rõ. Cho nên là cái đó là nó cái mà mình rất là hoan hỉ. Và mình đem cái này đến cho mọi người ngày hôm nay là với một cái mong muốn là mình có thể lan tỏa được những cái gì tích cực mà mình có, tức là những cái gì mà hay ho mình đã thực hành rồi đó, thì mình có thể nói được trong ngày hôm nay, và mọi người sẽ có thể sử dụng những cái đó để mà cải tiến cho cái quá trình mình học hành và thăng tiến. Thì đó là về sơ bộ về cái hành trình của mình trong 22 ngày. Nó cũng rất là ngắn thôi, mà nó có rất là nhiều những cái mà mình rút ra được, nên là mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái chủ đề này. Rồi mình sẽ bài này sẽ chia làm hai phần. Thứ nhất á là mình sẽ nói về cái sự chăm lo sự học cho người trước, rồi đó sẽ về cái sự chăm lo sự học cho mình. Tại vì mình chia như vậy á là tại vì nó theo cái quá trình là lúc đầu khi mà mình đảm nhận một cái công việc mới với cái vị trí là một cái ban tuyển sinh của trung tâm Chí Dũng, thì mình sẽ hỗ trợ sự học cho người khác. Thì lúc đó là mình chưa có ý niệm gì về cái việc mình chăm lo cho sự học của mình đâu, tại vì lúc đó là mình vẫn còn tách bạch cái việc mình sống với lại cái công việc của mình á, nên là mình chỉ hướng đến cái việc là mình chăm lo cho người khác trước, là mình có cái sự chủ động mình hỗ trợ người khác thôi. Và một cách bất ngờ là trong cái quá trình đó nó lại khiến cho mình có những cái chất liệu mà mình xài cho mình, và nó rất là kiểu nó rất là sâu ấy, mà mình chưa bao giờ mình có chất đó, cho nên là từ đó mới có cái việc là mình chăm lo cho sự học của mình, nó có những cái sự nhìn nhận mà nó khiến cho mình gọi là gần như thay đổi cái đầu hoàn toàn luôn á. Nên là mình sẽ chia sẻ về cái phần chăm lo sự học của người khác trước. Nghe thì nó hơi nghịch lý, nhưng mà nó đúng là cái tiến trình mà mình tiến như thế nào, nó là cái tiến trình mình đi, nên là mình sẽ chia sẻ từ cái chỗ đó cho mọi người có thể hình dung được cái quá trình mà mình trải qua nó như thế nào. Rồi mình sẽ có chia làm hai cái ý chính. Thứ nhất á là mình có cái sự khai sáng về tư tưởng trong cái quá trình mà mình đi làm. Thì trước khi mà mình đảm nhận cái công việc là làm vị trí của một cái người hỗ trợ cho người ta đi học á, thì mình đã có một cái bước tiến mà nó khác hơn so với hồi trước, đó là mình có suy tư về cái sự ích lợi của cái việc mà mình đi trợ cho người khác học và cái việc mà họ tốt lên. Thì cái sự ích lợi đó nó có hai mảng, là cho mình và cho họ như thế nào. Tức là trước khi mình làm ấy, là mình đã có một cái bước, đó là mình suy tư về những cái lợi ích của việc mình làm và việc mình thực hành được gì từ cái chuyện đó, và người ta có thể nhận được cái giá trị gì từ cái việc mình làm. Thì cái này là hồi trước là mình được thầy Dũng hỗ trợ sát sao trong cái quá trình mà mình suy tư cái chỗ này. Thì nó khác với những việc hồi trước mình làm trước đây, là hồi trước là mình làm rồi mình nghĩ sao. Nhưng mà trước cái ở cái việc này á, thì nó có một cái bước suy tư rất là kỹ những cái hướng, những cái lợi ích và những cái hướng ứng dụng được điều học từ cái giai đoạn đầu tiên. Cho nên là mình có cái bước đó, cho nên là mình nghĩ là nó đóng một cái vai trò rất là lớn cho cái việc mà nó thay đổi cái hành trình của mình về sau. Cái thứ hai á là một cái mà nó cũng rất là mới luôn, đó là mình đặt trọng tâm vào cái điều tích cực và cái điều phát triển được của người khác và của chính mình. Cái chỗ này nó là một cái ý mà nó rất là quan trọng ấy. Tại vì á, mọi người biết khi mà mọi người đến môi trường trung tâm Chí Dũng á, thì mọi người sẽ quen với cái khái niệm thăng tiến. Thì khái niệm thăng tiến nó sẽ có 4 chi. Thứ nhất là sửa cái sai cái xấu. Cái chi thứ hai là học điều đúng điều tốt. Cái chi thứ ba là phát triển những cái thiện lành đã có. Và cái chi cuối cùng là thực hành cho được điều thiện lành đã học. Thì hồi trước á, là mình cũng có hỗ trợ một vài bạn đi học, và mình hỗ trợ người ta với cái góc nhìn của chi thứ nhất, đó là mình hỗ trợ người ta sửa cái sai cái xấu. Tức là mọi người biết mình tiếp cận với cái việc đó là ví dụ như là mình có một cái đứa em đi, đúng không? Mình chơi nó, mình thân với nó, cái mình sẽ coi là nó có cái gì, tức là theo cái góc tiếp cận của mình hồi trước đó, là mình sẽ coi nó có cái gì xấu, nó có cái gì tiêu cực, nó có cái gì dở, để mà mình góp ý cho nó tiến bộ lên. Tức là cái đó nó cũng là cái ý tốt thôi, và hồi trước là mình theo cái hướng đó. Nhưng mà với cái tiếp người của mình á, là mình là một cái người mà mình rất là dễ tiêu cực, tức là
mình dễ bị rớt vào trong một cái gọi là chỉ nhìn nhận một cái tiêu cực mà nó bao trùm hết những cái vấn đề khác luôn. Cho nên là khi mình đi theo cái hướng mà sửa cái sai cái xấu, mình hỗ trợ người ta đó, thì mình cũng ôm một đống tiêu cực cho người mình. Mặc dù là mình đã làm điều tốt, nhưng mà mình không có đủ cái năng lực để mà mình chuyển hóa những cái điều tiêu cực đó, mà mình nghĩ là mình đang vô tình, mình đang gom tiêu cực về người mình đó. Và lúc đó thì cái điều mà mình làm đó, nó cũng khiến cho mình chỉ lo nhìn nhận vào những cái tiêu cực của bản thân để mình đi sửa, chứ mình không có nhìn nhận vào những cái điều tốt đẹp để mà mình phát triển lên. Cho nên là cái giai đoạn đó thì mọi người biết là khi mình nhìn nhận vào những cái sai xấu đó, thì mình đi sửa cái sai xấu đó, nó sẽ rất là khó. Nó cần cái gọi là cái sự mạnh mẽ rất là nhiều để mà mình có thể mình vượt qua được cái sai xấu của mình, và mình tìm cái cách để mà mình sửa nó. Và kiểu như là mình phải chống chọi lại với những cái thói quen hồi trước đến giờ á, cho nên là cái quá trình đó nó rất là khó của mình. Thì lần này mình quyết định làm thêm một cái hướng khác, đó là mình đặt trọng tâm vào những điều tích cực, thì mình sẽ nhìn những cái điều tốt đẹp của người ta, mình người ta có thể phát triển được. Thì ví dụ đơn giản như là mình nhìn một cái đứa trẻ, thì mình nhìn cái đứa em của mình đi, nó rất là lười, nó chỉ có chơi game thôi, nó chỉ có suốt ngày nó chỉ có chơi game, nó chat chít rồi nó coi cái này cái kia trên TikTok thôi. Thì hồi trước nếu như mình đi theo cái hướng kia thì mình sẽ coi những cái đó, mình góp ý cho nó sửa, mình sẽ la nó để kia, mình tìm những cái mình chỉ cho nó. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ không có chú trọng nhiều cái đó, mình sẽ coi là nó có những cái gì tốt, nó có những cái gì sáng. Thì em của mình nó có một cái sáng đó, đó là nó có một cái sự là nó có cái sự quan sát môi trường xung quanh, nó thấy bạn bè nó có cái gì hay và nó cũng muốn có cái đó. Tại vì em mình nó chưa có học gì ở môi trường trung tâm hết, thì mình thấy nó ít ra là nó cũng có sự quan sát mà nó thấy những cái điều đó hay ho và nó muốn phát triển được cái đó. Thì cái mà nó muốn phát triển là cái học toán, nó muốn học toán tốt hơn, tại vì nó học toán dốt quá mà bạn bè của nó đi học toán được, cho nên là nó muốn học toán, nó muốn đi học toán nhưng mà nó giỏi lên. Thì mình sẽ đúng rồi, cô bé ý á, học học là phải lưu dị thị đó. Thì trời ơi, hồi trước là mình năn nỉ có điều muốn quỳ lại nó xin nó đi học thêm luôn á, nhưng nó không học là một, không hai, không học là không học. Và bây giờ nó đòi nó xin mình đi học toán, và thì mình thấy cái điều đó, mặc dù là mình biết là nó là một cái ánh sáng rất là nhỏ thôi, nhưng mà cái mong muốn của nó, cái sự nhìn nhận của nó có thể giúp nó phát triển lên được. Tức là nó có thể đi học toán ở ở trung tâm mà mình học, và nó có một cái môi trường, có những cái người bạn và có những cái người thầy, và biết đâu là những cái thứ đó có thể trợ nó phát triển lên được. Cho nên là mình sẽ tập trung vào cái thế mạnh của nó nhiều hơn, những cái tốt đẹp của nó, và mình giúp cho nó phát triển lên. Thì đó cũng là cái cách tương tự mình đối đãi với những cái người khác, để mà mình nhìn xem là người ta có những cái gì sáng, có những cái điểm nào có thể phát triển được, và mình sẽ hỗ trợ cho họ. Mình sẽ làm rõ những cái điều đó để mà người ta thấy được cái điều đó, để mà người ta có thể đi phát triển những cái đó lên. Thì chính cái sự phát triển những điều tốt đẹp đó, nó lại là một cái sự trợ lực rất lớn để mà người ta sửa cái sai cái xấu. Và thật sự là mình có thể có được cái trải nghiệm đó từ cái việc mà mình thấy người ta phát triển, và chính trong cái quá trình mà mình thay đổi luôn. Thì đó là cái thứ hai, mình khai sáng về tư tưởng của mình, là mình sẽ đặt trọng tâm vào những điều tích cực phát triển được, hơn là mình đi chỉ đi soi vào những cái thứ mà sai xấu mình đi sửa thôi. Thì mình sẽ chú trọng vào cái mới được nhiều hơn. Đó là cái ý thứ hai. Cái ý thứ ba là khi mình có cái sự trợ người khác để mà họ học ấy, thì mình bắt đầu mình thấy được những cái tiến trình mà người ta đi học, và nó có những cái sự trở lực, nó có những cái sự trở ngại nào, có những cái sự trợ lực như thế nào. Thì cụ thể đó là mình sẽ cố gắng để mà mình thấy những cái bạn nào mà một cái mối quan hệ của mình mà họ có cái sự mong muốn thăng tiến, họ có những cái gọi là ví dụ như là người ta có cái sự hứng thú với triết hay là tâm lý đó, thì mình sẽ cố gắng mà mình gọi là mình tạo những cái cơ hội để mà người ta có thể tiếp cận với những cái thứ đó. Thì mọi người biết là cái sự duy trì á, thì thường nó sẽ rất là khó, nó sẽ khó hơn cái sự bắt đầu. Thì cũng sẽ có những cái vấn đề như là người ta có những cái lớp mà người ta đi học á, người ta không có dậy nổi, tức là học lúc 6 giờ sáng là lớp Phật học căn bản của anh Nhật Tân đó. Thì bạn của mình đi học cái lớp đó và kiểu cũng hòa nhập rất là tốt, nhưng mà cái vấn đề là người ta dạy không nổi, tức là dạy không nổi và có những cái sự trở ngại khác liên quan đến thiết bị điện tử. Nên là từ cái chỗ đó thì mình mới thấy là cái điều kiện học của mỗi người á, nó thật sự nó rất là khác nhau. Và
có những cái người mà người ta đã rất là gần, người ta đã có rất là những cái mong muốn học rất là nhiều rồi, nhưng mà sẽ có những cái thứ mà nó sẽ trở ngại người ta lại, nó sẽ cản người ta lại và nó sẽ khiến cho người ta không có học cái điều đó. Và mình thấy được những cái sự hỗ trợ và những cái sự trở ngại đó thì mình mới có một cái sự thay đổi, đó là mình muốn là mình sẽ tạo ra nhiều những cái sự trợ lực hơn cho họ, nhưng mà họ vượt qua những cái khó khăn đó và họ có thể đi lên từ những cái thế mạnh của mình và họ có cái điều kiện để họ học hành nhiều hơn đó. Thì cái đó là cái thứ ba. Và cái thứ tư là một cái sự mà thay đổi về tư duy của mình rất là lớn, đó là cái này là mình học trong cái T4, tài năng T4 của My dạy nè, là mình chuyển ý là một chút, là khi mình có cái sự thành tựu về cái thứ gì đó thì mình cần phải có cái sự hội đủ cái điều kiện, tức là những cái điều kiện ở phía mình, ở phía người ta, về cái phía môi trường để mà nó giúp cho mình thành tựu được cái điều đó. Và khi mà cái điều đó nó chưa thành tựu á, tức là nó chưa có đủ điều kiện. Trời ơi, cái này thật sự là nó là một cái ý mà nó gọi là khai sáng hoàn toàn luôn á. Tại vì á, hồi trước á, khi mà mình giúp đỡ cho em của mình đi học, hay là mình giúp đỡ cho một cái người bạn của mình đi học, hay là mình hỗ trợ người ta đó, mà người ta kiểu người ta ngủ quên, hay là người ta không học, hay là người ta kiểu như là người ta lười biếng một cái thôi, là mình sẽ nghĩ là thấy ghét, chợ đi học mà kiểu thấy ghét, cho nên là không có chợ nữa, mình sẽ không có đối hoài, mình sẽ bỏ mặc luôn. Nhưng mà khi mà mình tư duy được theo cái hướng này á, thì mình sẽ biết á, là một cái người mà họ đi học một cái người mà họ phát triển lên đó, thì người ta sẽ cần có những cái điều kiện ở phía chính họ và ở phía môi trường và ở cái phía mà mình trợ cho họ. Thì khi mà mình có cái sự tác động tới họ, mình muốn cho họ phát triển á, thì đó là một cái lực thôi. Còn một cái lực khác nữa, những cái điều kiện khác nữa đến từ phía họ và đến từ những cái môi trường xung quanh họ, nó có thể nó chưa có đủ và nó khiến cho cái điều đó chưa thành tựu, nó khiến cho cái việc mà họ phát triển nó chưa có được. Thì mình biết như vậy, thì mình biết là nó do chưa đủ điều kiện, chứ không phải là mình nghĩ là người ta không phát triển được, mình nghĩ người ta u mê ám chứ, mình nghĩ người ta mặt mày tăm tối thì mình không có đoán hoài gì nữa. Tức là mình bớt cái sự cực đoan hơn, nhưng khi mình nhìn nhận một cách tiêu cực hoàn toàn về người ta, và mình có một cái sự phân bạch ra, tức là mình coi là người ta đã có điều kiện nào rồi và người ta cần thêm những cái điều kiện nào nữa, mình tư duy với góc nhìn là mình cần những cái điều kiện để mình hoàn thành được một cái thứ gì đó, thì mình thấy cái đó, thì mình sẽ, thay vì là mình sẽ tiêu cực, mình sẽ bỏ cuộc, thì thay vào đó mình sẽ đi xây dựng cái điều kiện đó cho nó đủ. Thì lúc đó mình sẽ có cái nhìn đó là mình cần cái điều kiện nào để mà cái điều đó thành tựu, để mà người ta có thể học được, hoặc là mình có thể làm được một cái điều gì đó, và mình đi xây từng bước để mà mình làm được cái việc đó. Tức là mình đi xây điều kiện, chứ không phải là mình bỏ cuộc, mình thất bại mình bỏ cuộc. Cho nên là cái chỗ đó nó thay đổi hoàn toàn luôn. Cho nên là bây giờ á, mình không có còn một cái sự gọi là một cái sự yếu đuối nữa. Tức là hồi trước đó là mình rất dễ bỏ cuộc, tại cái tính của mình á, là mình thất bại một cái là mình sẽ bị nản á, mình nghĩ là mình không có năng lực, mình nghĩ là, hoặc là mình hỗ trợ người ta không làm được, mình sẽ nghĩ là người ta không có năng lực, thì mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà bây giờ mình chỉ tác ý trên điều, mình chỉ có suy nghĩ trên điều kiện thôi. Tức là một cái điều nó thành tựu, nó cần những cái điều kiện trợ, và mình chỉ cần nhìn ra những cái điều kiện đó, mình đi tạo đủ những cái điều kiện đó, thì nó sẽ làm được cái điều đó. Cho nên là mình sẽ không bỏ cuộc bất cứ một cái thứ gì hết, tại vì nó chỉ là vấn đề điều kiện thôi. Thì cái ý này nó gọi là nó rất là quan trọng trong cái quá trình mà mình phát triển. Anh Tân có chia sẻ là này là một cái những niềm tin của người thầy trong cái một giáo dục có thể thay đổi con người. Đúng rồi, mình nghĩ cái điều này á là mọi người, tức là ai, người nào cũng cần phải biết. Tại vì á, mình thấy hiện tại bây giờ á, mình trong cái môi trường mình tiếp xúc với mọi người rất là tiêu cực. Tức là không phải tiêu cực mà là mọi người nhìn nhận một cực đoan á. Tức là khi mà mọi người học bài, mọi người thi trong lớp của mình, mọi người thi cái môn mà được điểm thấp đi, không có như kỳ vọng á, là mọi người sẽ nghĩ là mọi người dở, mọi người nghĩ là mọi người không có làm được, tức là mọi người sẽ bỏ cuộc. Thì thay vì mình nhìn nhận như vậy, thay vì cái đó là cái gọi là cái bản năng, tức là cái sinh ra là mình đã có cái cơ chế mình nhìn nhận như vậy, thì mình rất cần cái sự giáo dục. Nhưng mà mình có được cái tư duy đó là mình cần phải xây đủ cái điều kiện cho một cái thứ gì đó thành tựu. Thì khi mình tư duy như vậy rồi thì mình chỉ cần đi xây điều kiện thôi,
mình xây đủ rồi thì nó sẽ thành tụ. Nó như là thì nghĩa là như vậy thôi, chứ nó không có cái gì mà nó không quá là khó khăn hết, nó chỉ là như vậy thôi đó. Tức là một điều đã thành tựu thì cần đủ điều kiện, thì chưa thành tựu là chưa đủ điều kiện, chỉ cần đi xây điều kiện là xong đó. Thì ở chỗ này thì anh Tân có nói đến cái vai trò của giáo dục rất quan trọng. Thì by the way, nhân tiện thì mình sẽ chia sẻ một xíu là cái lớp mà em học á, thì tọa đàm chủ nhật này sẽ có cái buổi tọa đàm về cái lớp trải nghiệm giáo dục đó. Nên là mọi người có quan tâm về cái việc mà làm giáo dục nhưng mà thay đổi con người, mọi người có thể tìm hiểu ha. Cái là nhờ anh Tân có thể gửi cái sự kiện cho mọi người, nếu như mọi người tiện thì mọi người có thể coi một cách nói chuyện chi tiết hơn. Cảm ơn. Đó thì đó là cái sự thay đổi về tư tưởng tiếp theo, đó là sự thành tựu từ điều kiện. Mình thấy là anh Khoan có lẽ tiên anh nhắn gì đó, mình đang rất là mong chờ, nên là mình sẽ đợi, mọi người nhắn cái gì lên và mình sẽ đi tiếp với tiếp theo. Đúng rồi. Trời ơi, nó thay đổi hoàn toàn cái cách mình nhận vấn đề luôn. Ôi sao em khi mà em biết cái điều đó thì em nghĩ là sao? Hồi trước mình lại tiêu cực vậy, hồi trước mình lại yếu đuối vậy, mình lại dễ bỏ cuộc vậy. Trời ơi, thật là chỉ cần nhìn ra cái chỗ đó thôi thì mình chỉ cần đi xây điều kiện thôi. Thì không có vấn đề nào không thể hết, tất cả mọi thứ đều có thể, chỉ cần đủ điều kiện. Cái chỗ này nó dẫn một cái ý là mình nhìn nhận về người khác á, thì mình sẽ nhìn nhận cái điều kiện của người ta, thì người ta sẽ có những cái vốn liếng và những cái thứ mà người ta có, những cái tính cách nè, những cái sở thích nè, những cái thói quen nè, nó khác nhau, cái điều kiện của mỗi người nó sẽ khác nhau, và mình sẽ không thể nào mà mình lấy một cái chuẩn của mình ra để mà mình bắt tất cả mọi người phải theo cái chuẩn đó, không thể nào như vậy được. Mà mình phải coi cái điều kiện của mỗi người đó họ như thế nào, và khi mà người ta có thể tốt lên 1% so với cái điều kiện đó đó là nó đã rất tốt rồi, nó đã rất tốt rồi, thì nó là một cái sự tiến triển rồi, nó là một cái sự phát triển rồi, mà mình phải nên hoan hỉ với cái điều đó, thay vì là mình thất vọng, mình chì chiết người ta, hay là mình bỏ mặc người ta, thì mình nên cảm thấy vui và mình cảm thấy may mắn vì cái điều đó, bởi vì họ đã tốt hơn so với những cái điều kiện mà họ có. Thì cái này lấy ví dụ cho mọi người luôn, về cái em gái của mình đó, em gái của mình nó đi học á, cái nó đi học được bữa thứ ba đó, một cái thứ năm nó có tiết, cái thứ năm nó ngủ trưa, nó dậy không nổi, cái nó nghỉ học, cái nó mình chửi vô mặt nó rồi đó, nhưng mà mình nghĩ là dù sao hồi trước là giờ này nó ngủ mà, tức là nó ngủ cái thứ hai và thứ ba, nhưng mà bây giờ nó đã đi học thứ ba rồi thì tức là nó đã tốt hơn hồi trước rồi, thì mình phải vui chứ, mình phải tiên dung nó, rồi mình sẽ tìm những cái điều kiện khác mình trợ cho nó thêm, tức là mình phải nhìn nhận về cái sự tiến bộ của người ta trong cái quá trình mà người ta tiến triển, để mình không có áp cái tiêu chuẩn của mình vô mà mình đánh giá, mà mình gọi là mình bỏ mặt, mà mình nghĩ tiêu cực về họ vậy đó. Nên là cái chỗ này nó cũng rất là quan trọng để mà mình nhìn nhận về một người đó. Nên là thì điều kiện khác nhau thì sẽ có những cái tốc độ khác nhau, nên là mình cũng không cần phải áp lực về cái sự phát triển của mình so với người ta, mà mình chỉ cần tốt hơn mình ngày hôm qua là mình đã hay hơn rồi. Nghe giống xe khác ha. Mình thấy tim có một cái gì đó nhắn mình nãy giờ đợi hoài không thấy lên. Tim nhắn cái gì rồi mình sẽ cứu mọi người. Lộc có rà lại những điều kiện đó và tìm cách cải thiện để giúp họ phải không? Và Lộc làm thế nào để Lộc làm như thế nào qua mỗi lần tương tác với họ? Thì cái ý đầu là câu hỏi yes no đúng không? Là có, đúng rồi, tức là mình phải coi là người ta có những điều kiện nào. Thì như cái ý hồi nãy Lộc nói á, là cái kết nối với cái ý trên á, là Lộc sẽ đặt trọng tâm vào cái điều tích cực, cái thế mạnh của người khác. Thì cho nên là Lộc sẽ, đầu tiên Lộc sẽ rà những cái điều kiện tích cực trước, tức là những cái thứ mà họ quan tâm, những cái thứ mà họ, những cái mục đích hay ho mà họ có, mà nó có thể giúp cho họ phát triển được. Tức là Lộc sẽ gà những cái điều kiện đó trước, Lộc sẽ lưu lại, và Lộc sẽ sử dụng những cái đó là những cái chất liệu chính để mà Lộc có thể giúp cho những người họ làm cái điều gì đó. Cho nên là đó là cái thứ nhất, đó là cái việc mình rà lại. Thì Lộc, giai đoạn đầu thì Lộc sẽ rà những cái thứ mà nó liên quan tới điều tích cực thôi, tại vì là quyết sách sức của Lộc á, chưa có rớ vào những điều tiêu cực được. Thứ nhất là Lộc sửa người ta không được, thứ hai là mình
kiểu như mình chưa có mạnh mẽ mà mình suy nghĩ về những mình tiêu cực quá nhiều thì mình cũng sẽ bị lây á, nên là Lộc chưa có rớt vô đó. Thì với kinh nghiệm của mình thì mình tiếp cận người tích cực trước và mình sử dụng cái điều kiện để mình trợ cho họ. Rồi cái ý thứ hai là Lộc làm như thế nào mỗi lần tương tác với họ. Thì cái Lộc làm như thế nào hả, thì cái giai đoạn đầu á là Lộc không có chủ động làm, tức là những cái này Lộc viết cho mọi người ở đây á là những cái mà gọi là ngẫm nghĩ lại, gọi là sau đó rất lâu rồi mới rút ra được những cái này. Nên giai đoạn đầu thì Lộc chỉ có ghi lại thôi, ghi lại những cái thứ mà họ quan tâm thôi, tức là mình tương tác với người ta thì mình sẽ biết nhiều ghi lại đó, tức là giai đoạn đầu á nha. Cái sau đó mình có cái sự nhìn nhận về những cái điều kiện tích cực mình có thể chờ họ phát triển đó, cái đó mình sẽ thiết kế những cái bộ câu hỏi, những cái gọi là những cái vấn đề mà mình có thể hỏi được để mà mình coi là người ta có cái sự cầu tiến ở mảng nào hay không. Ví dụ như là mình sẽ có những bộ câu hỏi liên quan đến về việc định hướng tương lai nè, hay là về gọi là ví dụ như một người không quan tâm về tình yêu, mình sẽ coi là quan điểm của họ về tình yêu như thế nào, kiểu vậy đó. Thì mình coi là trong cái đó thì có những cái thứ nào mà có thể phát triển được, có thể đi xa hơn được, và mình sẽ trợ những cái thứ đó. Thì Lộc nghĩ là trong giai đoạn đầu thì mình có cái tâm thế là mình có bao nhiêu thì mình xài bấy nhiêu, tức là mình xài tối đa với năng lực mình có, mình làm tốt nhất thôi, mình nỗ lực tốt nhất với những gì mình có, mình nghĩ được gì mình xài cái đó, mình có học được gì mình xài cái đó, nhưng mà mình tìm những cái điều kiện mình trợ người ta. Còn khi dần dần nha, khi mà Tiên học nhiều hơn, mình học nhiều hơn rồi, mình sẽ có nhiều điều kiện hơn, mình sẽ có nhiều cái công cụ hơn để mình tìm những cái điều kiện, thì lúc đó nó sẽ có liên quan đến tính cách này, liên quan đến cái sự cầu tiến, sự ham học này, là nó sẽ có nhiều điều kiện mà nó hay hơn mà mình trợ được cho người ta. Thì đó là cái lý do mà Lộc nghĩ là mình cần phải học, mình cần phải hành để mà mình giúp được những người xung quanh mình tốt lên. Tại vì khi mà mình học nhiều hơn, mình học về tâm lý, mình học về siêu lý vân vân, thì mình sẽ có những cái công cụ ở bên đó để mình nhìn ra những cái điều kiện tích cực trong cái con người của người ta. Thì lúc đó mình sẽ có những cái thứ để mình trợ người ta tốt lên được. Thì nếu như mình không có thì mình sẽ ít công cụ hơn, thì mình sẽ khó hơn thôi. Nên là đó là cách mà Lộc làm, là mà Lộc tiến triển trong quá trình Lộc tương tác với những cái người khác. Đó là trả lời cho Tiên ha. Ok. Thôi chia sẻ chắc là bữa qua làm gì mà mình muốn quên nè. Vậy anh chở đi ăn. Cái đó là kiểu phải hối lộ. Nhưng mà thì cái đó lại tại vì em của em nó cũng có đặc tính như em đó, nó cũng có sở trường đó đó, nên là nó cũng cũng chưa có gắn nhiều vô cái chỗ đó. Thì chúng ta có chia sẻ là toán chất tạo điều kiện cho họ thì khả năng tâm bi từ bi cũng dữ dội lắm không. Em thấy em không có từ bi, lúc đầu em không có tác ý từ bi gì hết, em chỉ tác ý là người ta có cái đó tốt thì mình có một cái gì đó liên quan tới cái đó thì mình dẫn người ta vô thôi, chứ mình không có từ bi gì hết trơn á lúc đầu á nha. Cái sau đó thì duyên thiệt, tức là sau khi mà làm cái chuyện đó từ từ mình có cái sự làm cái điều đó đó, thì mới bắt đầu học về tâm từ trong cái tiết Phật học căn bản của anh Tân, rồi mới bắt đầu được thầy chỉ cho về tâm bi mẫn, tức là mình được có điều kiện để mình tìm hiểu thêm về cái đó, thì bắt đầu mình mới dùng những cái đó trong cái quá trình mà mình tương tác với người ta. Trước đầu là em chỉ tạo điều kiện dựa trên những cái mà em biết thôi, từ từ mình nâng cấp cái đó lên. Thì em nghĩ là nếu như mà có tâm từ, tâm bi thì nó sẽ xịn hơn á. Nó sẽ có nhiều cái sự gọi là cân nhắc hơn để mà mình suy nghĩ về người ta. Tại vì á, mình không có thấy thương người ta, mình không có muốn người ta tốt lên á, thì mình sẽ không có lý do nào mà mình trợ người ta. Tức là mình sẽ rất là khó để mà mình trợ người ta nếu như người đó không phải là cái người mà thân cận với mình. Nên là nếu như có tâm từ, tâm bi thì nó sẽ, nghĩa là nó sẽ xịn rất là nhiều. Thì nếu như mọi người muốn tìm hiểu về tâm từ tâm bi thì có thể tham gia tiết Phật học căn bản vào 6 giờ sáng thứ bảy để tìm hiểu về tâm từ. Thì hiện tại cũng học cũng khá là nhiều về tâm từ rồi đó, mọi người có thể coi hình lại cũng được. Thì đó là về cái ý mà điều kiện để mà thành tựu cái thứ gì đó. Ok anh, cảm ơn mọi người. Rồi với lại khi mà mình nhìn thấy cái điều đó thì mình kiên nhẫn lắm, cái sự kiên nhẫn của mình nó tăng lên rất là nhiều. Tại vì mình biết người ta tốt lên từ từ mà, cho nên là mình không có cái sự gọi là cái sự nóng lòng. Mình nghĩ vậy nè, cái người mà họ mất kiên nhẫn á là cái người mà người ta không có thấy được cái quá trình tiến triển của một cái điều gì đó, cho nên là người ta không có đợi được, người ta sẽ không có duy trì được. Và
mình thấy đó chính là cái đặc tính của mình hồi trước. Cho nên là khi mà mình có được cái sự nhìn nhận về cái quá trình, gọi là về những cái, gọi là những cái điều kiện để thành tựu cái điều gì đó và cái quá trình mà nó tiến triển á, thì mình thấy là nó có tốt lên thiệt. Tức là mình thấy những người xung quanh mình, mặc dù là mình thấy họ vẫn còn những cái thói quen mà mình không có hài lòng lắm, nhưng người ta tốt lên mà, nhưng là mình sẽ vẫn kiên nhẫn với người ta, mình vẫn giúp đỡ cho người ta. Như là mình, như là Lộc nhắc anh Tân 7,749 lần về cái vụ làm website vậy đó. Nhưng là mình thấy được cái quá trình mà họ tốt lên, cho nên là mình vẫn có cái sự mong muốn là mình sẽ trợ lực cho họ đó. Cho nên là mình sẽ có cái sự kiên nhẫn ở cái chỗ đó. Rồi đó là về sự khai sáng về tư tưởng, là sự khai sáng về hành động. Thì đầu tiên á là mình đổi từ cái việc mà mình chở một số người sang ai mình cũng chịu chở hết. Hồi trước á là ở trong môi trường trung tâm á là mình né rất nhiều người, mình né người này là mình sẽ không có tiếp xúc, tại vì mình không có thích cái nết của người ta, mình thấy mình không có ưa cái nết của người ta nên mình né họ ra. Cái lúc mà mình đảm nhận cái công việc là mình chở cho người ta đi học á, cái thầy Dũng cũng nói mình là mình chở người này đi. Cái đó mình né, mình nói thôi chưa có được, con không có muốn, kiểu lúc đó mình từ chối. Nhưng mà khi mình nhìn về những cái điều này á thì mình thấy á là người nào mình cũng có thể chở được, tức là chỉ là cái người đó họ có cái điều kiện với mình, họ có cái điều kiện, họ biết đến mình, họ tiếp xúc với mình, họ có những cái mối dây với mình, thì mình có thể chở họ, tức là mình sẽ chở những cái trong khả năng đó. Thì đặc biệt là đối với những cái bạn, gọi là những cái người mà họ đồng học với mình trong cái môi trường trung tâm ấy, tức là đặc biệt trong lớp tài năng T4 ấy, thì mình cảm thấy mình muốn chở họ hơn. Tức là mình muốn làm một cái điều gì đó để mà mình và người đó, mình và những người đó đều tốt lên, để mà cùng nhau đi lên ấy. Nên là khi mà mình có cái sự nhìn nhận như vậy thì mình cũng thay đổi hành động khác đi, để mà mình hỗ trợ những cái người khác. Và đối với những cái người mà người ta gọi là mình đánh giá thì người ta là những cái người mà họ không quan tâm nhiều về cái sự phát triển ấy, thì mình cũng có tiếp xúc. Tức là ở trong môi trường đại học thì mình không có gặp những người đó, thì khi mà họ tới với mình ấy, thì họ tiếp xúc với mình ấy, thì mình tác ý là mình sẽ đưa vào những cái thứ mà là những cái tốt đẹp nhất có thể mình có thể mà nó phù hợp với họ. Chứ mình không phải là mình né họ hay là kia. Tức là mình khi mà có cái điều kiện rồi, tức là đã có những cái gì dẫn dắt tới rồi đó, thì mình sẽ chở trong khả năng của mình. Đó thì là cái, đó là cái hành động của mình nhất, cái là cái hành động nhất. Tại không áp lực. Đúng rồi, hôm trước là đã nói nát cái chỗ đó luôn anh Hoàng. Ai cũng nói là anh Tân mà ảnh tiến thiên và là tiến xa hơn một xíu là trời ơi, ích lợi vô cùng tận cận, phúc lợi vô biên luôn. Nên là hy vọng là mọi người sẽ cố gắng chạy cho anh Tân, và anh Tân cũng cố gắng để mà chở mình nha. Đó là thực sự đổi hành động nhất. Cái thứ hai là cái này mình nghĩ là hay ho nè, đó là về các hình thức để mình có thể chở cho người ta học hành. Thì cái này á, khi mà mình đã có một cái sự sẵn sàng mình chở cho người ta thì mình có đủ cách hết trơn mọi người. Mình có đủ, tức là khi mà mình đã muốn rồi đó, mình đã muốn làm rồi đó, là mình sẽ có đủ cách mình làm. Còn khi mà mình chưa có cách mình làm, tức là một là cái sự muốn của mình chưa đủ, hai là chưa có điều kiện. Còn khi mình đã muốn rồi mình sẽ có rất nhiều cách. Cái đầu tiên á là mình sẽ phân ba nhóm mà mình chọn chính. Thứ nhất á, là về bạn đồng học hành của mình ở trung tâm, là những mọi người đang ở đây này, là những cái bạn mà đang học chung lớp với mình đấy. Cái thứ hai là học trò của mình. Cái thứ ba là cái mối quan hệ xã giao, tức là những cái số còn lại bên ngoài. Thì đối với những cái người bạn của mình ở trung tâm ấy, thì cái đầu tiên, cái đơn giản nhất á, là mình sẽ xài những cái buổi học chung như thế này nè, để mà mình chia sẻ những cái điều hay, hoặc là mình hỗ trợ họ đến với những cái điều hay. Kiểu khi mình có cái tâm thế này á, thì mình đi học mình siêng phát biểu lắm, mình siêng hỏi lắm. Tại vì khi mình hỏi là mình đang truyền một cái điều đúng đắn đến với một cái, mình đang mở ra những cái cửa, cánh cửa tiếp xúc cái điều đúng đắn đến với người khác. Và khi mình chia sẻ, mình kể này kể kia, mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình ấy, thì mình đang kể những điều tốt đẹp đến với người khác. Cho nên là đối với những người bạn ở trong môi trường trung tâm, mọi người biết á là mọi người đã có cái gọi là đã có một cái sự tiếp xúc nhiều với cái sự học rồi, tức là mọi người đã có những cái nền tảng về sự học rồi. Cho nên là khi mà mình có cái sự chia sẻ đó với những cái người bạn đồng học của mình ấy, thì họ sẽ có thể tiến rất là xa
với những cái chất liệu ích lợi, họ có thể xài, họ có thể chia sẻ với những cái người khác nữa, cho nên là nó rất là lợi lạc, cho nên là mình rất là cố gắng để mà mình tận dụng cái lớp học để mà mình lan tỏa, mình chuyển giao, mình gọi là mình lan truyền những cái giá trị tốt đẹp, những cái kinh nghiệm hay ho, những cái góc nhìn đúng đắn mình có được trong quá trình mình chia sẻ, trong quá trình mình làm ấy. Còn chia sẻ những cái mà nó chưa đúng cũng không sao, tại vì khi mà mình chia sẻ một cái điều gì đó trong lớp học ở trung tâm nha, thì mình tắc ý là khi mình chia sẻ một cái điều gì đó mà nó, tức là mình chưa có cái sự nhìn nhận nó hoàn hảo, tức là mình chưa có phải là thánh, thì mình chưa có phải là mình nhìn nhận nó 100% nó đúng, nên là sẽ có những cái hay và những cái chưa hay. Thì những cái hay thì người ta sẽ hoan hỷ, người ta sẽ ích lợi cho người ta rồi. Cái chưa hay á thì nó sẽ là một cái lực trợ để mà người ta sẽ là những người giảng sư hoặc là những cái người bạn mà họ có cái sự hiểu biết về cái mảng đó, người ta sẽ biết là mình bị lủng ở chỗ nào, và người ta sẽ trợ cho mình, người ta sẽ tìm cái duyên của người ta góp ý cho mình cái chỗ đó. Thì mình lại có trí tuệ đúng không, quá lời, kiểu nào cũng lời hết, cho nên là mình sẽ rất là tận dụng, mình xài những cái tiết học ở trung tâm để mình có cái sự trợ cho bạn bè của mình và trợ cho chính mình. Thứ hai là nhắc lịch cho người ta đi học trong các cái lớp, thì cái này là nói đơn giản rồi. Thứ ba là liên quan đến cái việc mà mình đang cố gắng để mình làm, đó là mình chia sẻ những cái chất liệu ích lợi đó. Tức là mình có những cái bài học thì mình cố gắng mình tóm tắt lại, mình làm flashcards để mà mình chia sẻ với mọi người cùng dùng. Thì đó là cái thứ ba mình có thể làm. Ngoài ra sẽ còn rất nhiều cách khác nữa mà với từng người, từng bạn khác nhau sẽ có những cái điều kiện khác nhau để mà trợ cho những cái người trong môi trường của mình. Và tất cả những cái điều đó đều trợ cho mình tốt lên, mình chắc chắn luôn. Còn cái thứ hai là về cái mối quan hệ học trò, thì những cái bạn mà họ học mình ấy, thì mình cũng sẽ có sự nỗ lực để mà mình tìm những cái điều kiện để mình nói đó, những cái điều kiện của cái bạn đó, và mình sẽ link với những cái thứ hiểu biết mình biết được để mà mình cho bạn đó những sự hiểu biết mới. Mình thấy á, là một cái người thầy mà đi dạy á, là cái yếu tố đa văn quảng kiến rất là quan trọng, tức là cái sự hiểu biết rộng á. Tại vì mình thấy như vậy, cái là cái sự quan sát của mình ấy, mình thấy là cái sự ham học của một cái đứa nhỏ đó, nó được xây dựng từ những cái chất liệu, cái sự gợi mở mà cái người giáo dục nó đưa cho nó. Cho nên là hồi đó thì cho nên là nó là cái yếu tố mà nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều ấy. Cho nên là nếu như mà cái người thầy mà không có mở cho những cái đứa trẻ những cái thứ mới, những sự tò mò mới, thì chỉ bắt nó làm những cái thứ mà nó phải làm ấy, thì sẽ rất là khó để mà cái đứa trẻ đó nó có cái sự ham học, nó có sự cầu tiến. Cho nên là khi mà mình tác ý là mình muốn trợ cho người ta để người ta học hành rồi, thì mình sẽ cố gắng để mà mình gợi mở cho học trò của mình những cái góc nhìn hay ho, để mà nó có những cái thứ nó tìm hiểu thêm ngoài cái việc nó học hành ở trường. Còn cuối cùng là cái mối quan hệ xã giao, thì bạn bè hay là những mối quan hệ liên quan tới gia đình, tức là mình gọi xã giao tại vì mình không có tiếp xúc nhiều, cho nên là do một số cái điều kiện khác nhau, nên là mình chỉ mình trợ cái thứ nào mà nó có điều kiện tới thôi, tức là có những cái hoạt động mà những gì hay ho mình sẽ tương tác cho họ, và mình cũng sẽ nhắc lịch cho họ. Mình cũng sẽ, khi mà mọi người có bạn tham gia lớp học á, thì hồi trước á mình có một cái người bạn tham gia một cái lớp mới liên quan tới Phật học, thì mình sẽ là người mình đi học cái lớp đó luôn, tức là mình sẽ cam kết là mình sẽ học cái lớp đó trong bao lâu, nếu mình học cùng cái bạn đó, và mình sẽ cố gắng mình coi trong lớp đó có những cái thuật ngữ nào mới, mình sẽ hỏi cái thuật ngữ đó. Mình không, tại vì mình biết là bạn mình chưa có tiếp xúc nhiều, mình sẽ hỏi cái thuật ngữ mới bạn mình chưa có hiểu, thì bạn mình nó cũng sẽ nghe được. Hoặc là mình biết những cái vấn đề nào mà nó liên quan tới bạn mình, thì mình vô đó mình hỏi, thì nó cũng có sự ích lợi cho cái người đó. Tức là mình sẽ cố gắng mình trợ để tận răng luôn, để mà họ có cái sự học, đặc biệt là đối với những cái lớp học liên quan đến Phật học, hay là những lớp liên quan đến triết học ở trung tâm, thì mình sẽ có cái sự ưu tiên đó. Là về cái sự trợ, cái sự chăm lo cho sự học của người ta, bây giờ mới tới cái sự chăm lo sự học của mình nè. Tại vì mình có những cái sự suy tư này, sự suy tư cho chính mình á, từ cái việc mình làm cho người ta, cho nên là mình sẽ chia sẻ nó ở phần 2. Thì cái đầu tiên mọi người thấy là mình để ý á, khi mình làm những cái việc trên á, thì cái phước thiện á, tức là những cái điều tốt đẹp mà mình làm ấy, nó trổ một cách nó giả man luôn á, gọi là mình dùng cái từ đùng đùng ì xèo luôn á, tức là nó giống như là khi mà mình nãy là mình nói là mình đi tương tác với người ta đi đúng không, thì mình vô lớp tài năng, mình sẽ được học về cái
cái tác ý, cái tư duy liên quan tới điều kiện và cái sự thành tựu, rồi mình đi học tiết này tiết kia mình sẽ được dạy về tâm từ, lòng bi mẫn, tức là mình thấy được là những cái thứ khác mà mình học ấy, nó đều trở nên có giá trị với mình, nó đều là một cái điều kiện để mà mình có thể suy tư, mình áp dụng cho đời sống của mình và mình cải thiện những cái mình đang làm hiện tại, thì hầu như mọi thứ đều trở thành cơ hội. Mình nghĩ cái chỗ này là do cái thứ đó đã đó rồi, mà khi mà mình thay đổi cái tác ý của mình ấy, thì mình sẽ tiếp nhận nó một cái tâm thế khác, cho nên là mình thấy là cái những cái điều tốt đẹp nó đến với mình rất là nhiều, những cái thứ mà nó giúp cho mình có cái sự an vui, có cái sự tư duy đúng đắn nó đến rất là nhiều luôn. Thì đó là cái điều đầu tiên mà nó mình rút ra trong cái quá trình mình chăm lo cho cái sự học của mình. Cái thứ hai á, là khi mà mình đi chợ với người ta thì mình sẽ có rất nhiều điều kiện để mà mình suy tư cho chính bản thân mình về những cái điều mà mình đã, đang và sẽ nhân với những cái thứ mà mình đang có, mình đang làm. Thì khi mình làm ấy thì mình có cái sự suy tư gọi là khá là lớn về cái thứ mà mình ưu tiên trong cái đời sống này. Thì hồi trước là mình rất là đặt nặng cái vấn đề về kinh tế, nhưng mà khi mà mình đi làm cái việc này rồi đó thì mình thấy có những cái bạn đó, có những cái người đó mà người ta rất là nhiều của, người ta rất là gọi là thuật ngữ Phật học gọi là cái phước bậc rất là nhiều, nhưng mà người ta lại bị không có thuận lợi về học hành, như là người ta hay là người ta chậm, hay là người ta bị gia đình ngăn cấm hay là này kia. Thì mình thấy được cái điều đó và mình trân trọng cái sự học hành của mình hơn, tức là mình thấy được cái điều đó và mình thấy là cái khi mà mình có cái sự cái điều kiện để mình học hành đó, mình có cái sự hiểu biết đó, thì hầu như là mình có tất cả luôn. Còn khi mà mình chỉ có tiền, mình chỉ có những cái thứ mà nó những cái thứ hoa mỹ mà mình ước hồi trước đó, thì khi mình có những cái thứ đó thì mình sẽ không có nhiều, mình sẽ bị, tức là mình đặt cái mục tiêu nó nhỏ quá thì mình sẽ không có những cái bự hơn. Nên là mình trân trọng những thứ mình đang làm, mình đang học hơn. Mình trân trọng từng cái bài học mà mình học được trong lớp tài năng. Mình trân trọng từng cái buổi họp, từng cái buổi gọi là tập giảng, là những cái buổi mình được thực tập ấy. Mình trân trọng cái thứ đó, tại vì nó trở nên rất là quý báu với mình. Mình trân trọng cái thứ đó, mình biết cái thứ đó là những cái ưu tiên. Khi mình có sự nhìn nhận như vậy, cái thứ hai là mình tập viết ra những cái sự suy tư quý báu. Mọi người biết là mình có mỗi cuốn tập, và mình mỗi ngày thì mình sẽ đều viết vào trong cuốn đó, tức là mình sẽ viết mỗi khi mình có cái suy nghĩ trong đầu, mình sẽ viết ra những cái thứ đó và mình cố gắng mà mình tìm cái hướng chân chánh tốt đẹp hơn cho cái điều đó. Và mọi người tin tưởng là mình xài cuốn tập 200 trang, mình viết hết cuốn tập đó trong vòng chưa đến 20 ngày, tức là một ngày mình viết có hơn 10 trang có, tức là mình viết ra những cái thứ, những cái ý tưởng mới đó, tức là những cái điều tốt đẹp mình đang làm, mình đang học, và mình kết hợp nó lại trong cái đời sống của mình. Và mình từ đó mình nảy ra những cái ý tưởng mới, mình viết ra tiếp, và lại từ cái chỗ đó nảy ra những ý tưởng mới. Cho nên là nó, tức là khi mình viết ra thì mình thấy là mình có rất là nhiều những cái ý tưởng, có rất là nhiều những cái sự suy tư mà nó hay ho, mà mình chưa có khả năng để mình suy tư trong đầu. Nếu như các bạn suy tư trong đầu được thì quá tốt, nhưng mà nếu như mà mình chưa có cái sự suy tư một cách nó gọi là một cách nó nhuần nhuyễn, khi mà mình chỉ nghĩ trong đầu thôi đó, thì mình nên viết ra để mà mình suy tư có một cái mạch, và mình sẽ sử dụng cái điều đó là một cái lực trợ để mà mình tăng cái khả năng suy tư của mình lên. Thì lúc đó mình sẽ dần dần mình sẽ có cái khả năng để mình suy tư một cách nhanh chóng và suy tư một cách nó trực tiếp trong đầu của mình. Thì đó là cái mình làm, mình chăm lo cái sự học của mình, từ cái việc viết ra những cái điều mình trải trong đời sống hàng ngày, viết ra từng cái điều nhỏ luôn á nha. Tức là không phải là mình học, mình chỉ viết ra những cái gì mình học được thôi, mà ví dụ như hồi nãy lúc mình trước khi mình bắt đầu cái buổi này á, mình rất là lo, tại vì hôm nay có những cái bạn mới như là Huy Lương hoặc là bạn Khôi, là những bạn mới mà họ chưa, tức là mình chưa có tiếp xúc họ trước đây, nên là mình lo là mình nói cái này họ có hiểu không, họ có hiểu không, là mình rất là kiểu như là mình có những cái nỗi sợ, mình có những cái lo lắng á, thì mình cũng viết ra luôn để mà mình biết là mình đang nghĩ cái gì trong đầu, mình đang nghĩ cái thứ đó nó có hợp lý không, nó có cách giải quyết nào không, mọi người giải quyết như thế nào. Thì lúc đó mọi người sẽ có cái sự tập trung, mọi người sẽ có cái sự dần dần, mọi người sẽ có cái sự hiểu rõ về chính mình rất nhiều, mọi người sẽ biết là mình sẽ thường sẽ nghĩ như thế nào, và mình đang có cái suy nghĩ gì trong đầu, mình sẽ biết được cái chỗ đó.
Còn bình thường khi mà mình á, cái chính mình không có viết ra thì mình sẽ bị lướt qua những cái suy nghĩ mình đang có, và đôi khi những suy nghĩ đó nó tiêu cực, tích cực thì mừng đi, mà tiêu cực thì mình cũng không có, mình không biết nhưng mà mình sửa. Thì cái thói quen này nó giúp cho mình vừa có những ý tưởng mới, vừa có thể tư duy một cách nó mạch lạc, và vừa hiểu chính mình hơn và nhạy bén hơn trong cái việc mình nắm bắt cái tư duy của chính mình, cái suy nghĩ của mình. Đó là cái liên quan cái sự suy tư. Rồi cái cuối cùng là cái ý về sự nỗ lực. Thì khi mình có những cái thứ trên đó thì mọi người biết là mình đã có cái lý do rõ ràng để mình chọn người ta, mình có lý do rõ ràng để mình trân quý những cái điều mình có, thì mình sẽ có những cái cách để mình nỗ lực trong cái việc mình học, mình làm, cái việc mình sống. Thì sự nỗ lực này sẽ đi qua tới việc là mình trợ cho người khác mà mình sẽ trợ cho chính mình, tức là mình có cái sự nỗ lực tự thân mình đó. Thì cái ý này nó liên với cái ý là mình nhìn ra những cái điều kiện mà nó cấu thành lên một cái sự thành tựu nào đó, cho nên là mình sẽ nỗ lực mình đi xây những cái điều kiện mà nó đủ. Cho nên là trong đó nó sẽ có hai cái ý, thứ nhất là về cái tiền tư, cái hậu tư. Thì cái tiền tư để mình giải nghĩa một chút thì tiền tư là cái sự suy nghĩ trước khi mình làm về những cái điều mà mình định làm, tức là mình suy nghĩ cái lợi ích của nó, về những cái hay là về cái rủi ro của nó, cách giải quyết như thế nào, cách để mà mình thực hành như thế nào, phát triển như thế nào. Thì hậu tư là mình sẽ làm tương tự cái quá trình đó, nhưng mà là sau khi mình làm xong cái chuyện đó thì trong cái quá trình mà mình nỗ lực ấy, thì mình thấy là cái tiền tư, cái hậu tư của mình là nó nổi trội lên. Tức là trước khi làm mình có cái sự suy tư mình sẽ nói cái gì, trước khi chia sẻ cái buổi này mình sẽ muốn là mình sẽ chia sẻ cái gì, mình muốn hướng tới những cái giá trị gì, và sau khi chia sẻ thì mình sau sau khi làm mình cũng có cái sự chủ động mình suy tư lại. Còn mình thấy được cái nha, tức là mình biết là mình đang suy tư á, còn hiện tư của mình còn yếu lắm. Tức là trong quá trình làm á thì mình phải chủ động rất nhiều để mình coi là mình hướng tới cái gì và mình làm sao, cái hướng làm của mình sao. Còn nếu như mà mình không có sự chủ động nhiều á thì mình sẽ bị cuốn trôi, tức là mình sẽ làm, nó là cái trạng thái mà mình không biết nữa, mình không biết diễn tả sao, nhưng mà mình cứ làm á, mà mình sau khi mình bùng một cái mình biết là những gì mình làm, mình không có hiện tư, mình không có suy nghĩ liên kết với cái đích và cái cách mình làm. Thì hiện tại là cái đó của mình còn yếu, mình vẫn đang tập ở cái chỗ đó. Nhưng mà cái tiền tư và cái hậu tư, cái suy nghĩ trước và sau ấy, là hai cái khả dĩ có thể làm là chủ động và làm rất là dễ, không không có bị gián đoạn, thì mình tập trung để mình làm trước. Cái thứ hai là cái sự nỗ lực nó liên quan đến cái việc mình quản lý thời gian tốt hơn. Thì hiện tại thì mình kiểu mình cảm thấy là mình làm cũng khá là nhiều rồi đó, mình cũng ôm khá là nhiều việc và khá là nhiều cái học. Cho nên là khi mình hồi trước đó là mình cứ nghĩ là mình nghĩ là nó sẽ quá sức á, mình nghĩ là mình sẽ không có làm nổi và mình cũng phải bỏ bớt đi để mà mình nhẹ gánh hơn, nếu mình làm tốt những cái việc mà mình đang làm. Nhưng mà dần dần mình nhận ra một điều đó, đó là mình sẽ khi mình muốn làm một cái điều gì đó thì mình sẽ có cách để mà mình có thời gian, tức là mình muốn thì mình sẽ làm được, tức là mình muốn có thời gian để mình học cái tiết buổi tối đó, thì mình sẽ có cái cách để mình thu xếp cái việc trong ngày để mà tối mình nuôi thời gian để mình học. Thì cái chỗ này nó đập bỏ hoàn toàn cái quan niệm của mình hồi trước, đó là mình không có thời gian, mình vừa học đại học, mình vừa đi làm, mình vừa đi dạy, nên là mình không có thời gian để mà mình học những tiết buổi tối. Nhưng mà khi mà sự nỗ lực của mình đủ nhiều á, cái sự nhìn nhận được rõ ràng của mình đủ nhiều á, cái sự mong muốn của mình đủ nhiều á, thì mình sẽ có cách hơn, mình sẽ có cách để mình quản lý thời gian, mình sắp xếp công việc, mình tối ưu công việc, tối ưu chuyện học và lấy thời gian đi học. Thì cái chuyện này nó sẽ giúp cho mình ráng làm điều thiện lành, thì đó là liên quan đến cái sự nỗ lực. Thì tới đây cũng hết rồi, thì tới đây là hết cái bài nói của mình rồi đó. Đó là những cái ý mà nó liên quan đến cái sự chăm lo cho sự học của người và của mình. Bây giờ mình sẽ giải đáp một số câu hỏi của mọi người ha. Anh Chí Tờ có hỏi là, nhưng mà có lẽ là nó cũng ở một góc độ nào đó thôi đúng không? Cái này thì em sẽ chia sẻ với cái góc nhìn của em cho anh Chí Tờ nha. Là em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái gọi là cái gì ta, tức là mỗi người sẽ có một cái gọi là cái giới hạn lực, ha, có thể gọi là cái giới hạn lực đi. Thì cái giới hạn lực nó liên quan đến cái kỹ năng của anh,
liên quan đến cái khả năng sắp xếp thời gian của anh, thì anh có thể sẽ có cái giới hạn đó, tức là anh có thể làm được 3 việc cùng một lúc, nhưng mà khi đến việc thứ 4, việc thứ 5 thì anh khai không nổi nữa, tức là nó có cái mức độ. Nhưng mà với em á, hồi trước em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà khi mà cái mục đích của anh á, tức là cái mong muốn của anh nó đủ lớn á, tức là anh muốn làm cái điều thiện lành đó, anh nhìn thấy được cái giá trị của nó, nhìn thấy được ích lợi của nó trong cuộc sống, còn anh muốn làm cái điều đó, thì anh sẽ có cách để mà anh vượt qua cái giới hạn năng lực đó, tức là cái giới hạn mình sắp xếp thời gian á, là sẽ có cách để mà anh, ví dụ như là chứ em học cái môn, ví dụ em nếu bây giờ em học cái môn triết học Mác Lênin, em học một tuần em học 3 tiếng, rồi bây giờ em sẽ tìm cái cách tối ưu đó để mà em học 1 tiếng thôi, nhưng mà cái nội dung nó cũng bằng với 3 tiếng luôn, và ôn tập làm sao để mình nhớ được nội dung bằng với cái việc mình học 3 tiếng, tức là sẽ có cái cách để mà mình làm tối ưu cái chuyện đó của mình. Tức là cái khả năng của mình đấy, cái năng lực của mình nó hoàn toàn hay giãn ra được, chỉ cần cái sự rõ ràng và cái mục đích chân chánh và cái sự rõ ràng của mình, thì mình sẽ kéo cái mức độ đó ra được, càng ngày nó càng rộng ra, và cái điều đó Kha chỉ là làm được, nó làm được, em đã làm và em thấy là làm được, em làm một xíu thôi nhưng mà thấy là làm được đó. Ok, có gì anh Chiếc Tàu hỏi thêm ha. Chị Trang có hỏi là chỗ suy tư đẩy ra nhiều như vậy thì sao Lộc có sắp xếp những suy tư thành một cái chút nào không? Trời ơi, em đang khủng hoảng á, tức là mọi người tưởng tượng là em, ví dụ như là mọi người tưởng tượng như là mọi người chép bài đi, cái đi học á, chép bài cho một cuốn tập, cái tới ôn thi học kỳ á, cái mình phải ôn hết cái cuốn đó, thì nó cũng cảm giác như vậy đó, tức là sau một cái khoảng thời gian mà mình nhìn lại những cái chất liệu mình đã qua đó thì nó rất là nhiều. Thì cái giai đoạn đầu khi mà em suy nghĩ á, thì em không có tích, em không có lưu trữ lại theo một hệ thống, mà em chỉ có viết ra rồi em xài, rồi em viết ra rồi em xài thôi. Cái dần dần á thì em có một cái cách khác, đó là em sẽ lưu trữ lại thành một cái kho. Cái kho này thì ít như theo đề mục, thì trong đó thì nó sẽ có những cái đề mục khác nhau liên quan đến những cái kinh nghiệm, những cái ý tưởng liên quan đến chuyện học hành, liên quan đến chuyện làm việc này kia, thì mình sẽ lưu lại những cái ý tưởng như trong cái kho đó. Và tức là mình hiện tại là tại vì em chưa có nhớ tốt á, cho nên là em sẽ viết ra những cái thứ đó thành những cái ý chính, và khi mà em cần tư duy cho một cái vấn đề gì đó thì em sẽ mở cái kho đó ra để mà em xài, kiểu như vậy đó. Thì chắc là để show cho mọi người coi thử cái kho đó luôn ha. Thì em nghĩ là cái đầu của mình là cái kho tốt nhất, đương nhiên rồi, mình nhớ trong đầu của mình là tốt nhất, nhưng mà nếu như mà mình chưa có lưu trữ được hết trong đó thì mình có thể mình tìm đến những cái kho khác, những cái ứng dụng mà nó có thể trợ cho mình nhớ được, thì mình sẽ dùng nó trợ cho mình để mình tăng cái năng lực của mình lên. Tại vì mình biết á, là khi mình càng ngày mình càng tốt lên, mình càng ngày mình càng xịn lên á, thì cái khả năng ghi nhớ của mình, cái trí tuệ của mình nó sẽ tăng lên, nó sẽ tăng tiến lên, đó nó chắc chắn. Nên là mình chỉ cần mình cố gắng mình đẩy cái quá trình đó thôi, thì nó sẽ, mình tập những cái kỹ, mình tập những cái sự tư duy đó, thì mình sẽ có được những cái sự tiến bộ về tư duy. Thì có gửi mọi người cái kho, tức là một cái ví dụ mà kho, cái kho mà em lưu á, thì mọi người thấy kho, coi cái kho học hành em sẽ có 3 kho, 4 kho chính hả, kho học hành, kho giảng dạy, kho mối quan hệ và kho chăm sóc bản thân. Thì kho học hành thì em sẽ chia ra thành những cái mảng liên quan đến kiến thức mà mình học, liên quan đến giáo dục nè, Phật học, tâm học, triết. Thì bình thường là em học sẽ ghi bài trong cái chỗ khác, thì lúc mà lưu lại những cái ý tưởng hay là những cái sự suy tư đó, thì sẽ lưu thành những cái khái niệm thôi, tức là lưu thành những cái đề mục thôi. Thì cái ý chính là mình nắm rồi, tại vì cái ý chính là khi mình suy tư thì mình phải nắm cái hệ thống chính của nó. Thì khi mà em lưu những cái đề mục như vậy đó, thì khi mà em cần suy tư một cái vấn đề, nó sẽ mở ra, em coi là em sẽ bóc cái nào ra, em sẽ lựa cái nào ra để mà em xài, rồi em sẽ tập cái sự hồi tưởng lại những cái ý chính trong đó. Tại vì cái có một cái kỹ năng mà thầy Dũng dạy em rất là hay, đó là cái kỹ năng mọi người ghi nhớ bằng cái sự lập luận đó, tức là sự liên kết các ý với nhau. Thì ví dụ từ cái đề mục 1 đúng không, sẽ ra những cái ý chính 1, ý chính 2, ý chính 3, rồi từ ý chính 1 nó sẽ ra những cái ý phụ 1, ý phụ 2, ý phụ 3. Thì mọi người sẽ tập cái nhớ hệ thống đó từ những cái đề mục mà mình cần phải nhớ, cái đề mục là mình biết là mình có cái gì, có cái vốn gì, thì lưu lại những cái kiểu đó.
thì mình sẽ có cái kho. Và cái này vẫn chưa phải là cái tốt nhất, cái tốt hơn mà em muốn hướng tới trong tương lai đó, là mình sẽ sắp xếp được những cái điều này nè thành một cái hệ thống luôn. Tức là nó liên kết với nhau sao, tại vì mọi người coi là những cái điều này tuy nó chia thành từng điều một rõ ràng nhưng mà nó vẫn còn rất là rời rạc. Cái thằng trên nó sẽ chưa có liên kết được với thằng dưới, nhưng mà khi mà chừng nữa nhưng mà em nghĩ là xịn hơn mình có thể làm được đó là mình sẽ liên kết được thành một cây hệ thống, và mình sẽ có ngay một cái gọi là một cái hệ thống trong đầu mình đó. Mình mở chỗ này sẽ ra cái chỗ kia, sẽ ra cái chỗ nọ, thì nó sẽ rất là hay ho luôn. Cho nên là mọi người cứ thử xem, mọi người cứ thử hướng tới cái đó xem, thì lúc đó mình sẽ ghi nhớ tốt hơn có những cái bước mình đã có rồi. Thì đó là cái đúng rồi, cái nói chung là cái này thì sắp tới bật mí mọi người một xíu, tại vì em muốn nói nhưng mà em có động lực, mình cái động lực của mình hành á, là sắp tới mình sẽ có một cái ý định là mình sẽ làm cái bài báo cáo liên quan đến cái sự ghi nhớ, tức là những cái phương pháp hay là những cái hướng ghi nhớ hay làm được á, thì mình sẽ làm cái bài báo cáo đó và mình sẽ tổng hợp lại những thứ này và mình sẽ cố gắng để mình làm cái bài báo cáo đó. Và trong một số tiết thì cái này là những cái liên quan tới kỹ năng á, thì nó sẽ có hai cái xu hướng ghi nhớ mình hay kết hợp vô. Thứ nhất là mình ghi nhớ bằng cách là mình suy luận từ cái này sang cái kia. Cái cách thứ hai là mình ghi nhớ bằng cách thuộc lòng, thì mình đang xen vô, thì mình thường là mình đang xài á, là mình sẽ ghi nhớ bằng những cái mình sẽ chia sẻ trước cái ý hệ thống trước, rồi ví dụ đề mục lớn hoặc như đề mục nhỏ đó, rồi mình thuộc lòng cái đề mình thuộc lòng cái khung đó. Hoặc là nếu như mà mình xịn hơn thì mình có thể liên kết từ cái mục 1 sang cái mục 2 như thế nào, mục 2, mục 3 như thế nào, cái mục liên kết với nhau sao, rồi mình thuộc lòng thì liên kết hai cái hướng đó lại để mà mình tối ưu hóa cái quá trình mình ghi nhớ, mình tư duy trong cái vấn đề gì đó. Obsidian hồi trước em cũng có xài rồi đó, em cũng có xài, nhưng mà em xài được một khoảng thời gian cái em bỏ. Nó hay nha, tức là nó mọi người thấy là nó sẽ có những cái gọi là những cái trang mới đó. Mọi người thêm cái trang mới thì mọi người hay liên kết cái trang mới với cái trang cũ, thì khi ra cái vấn đề như vậy mọi người sẽ thấy là nó sẽ một nùi nó sẽ dính nhau như vậy á. Nhưng mà em thấy nó kiểu nó bị rối nùi sao, tức là nó bị rối và nó không có theo cái đề mục á, tức là khi mà chia ra triết học này kia, tâm học này kia thì em có thể biết là cái này nó thuộc cái này, còn khi mà liên cái kiểu này á thì nó bị rối sao á, em chưa có quen, em chưa có xài được, tức là em đã xài mà em thấy nó chưa có phù hợp, nên là em đổ qua em xài bên cái trang tính để mà em tổng hợp lại. Đúng rồi, trong cái là kiểu nó là cái level cao hơn để mình hướng tới để mình tập, là mọi người cũng hãy xài thử Obsidian. Cái này đến học từ vựng cũng khá là hay, để liên kết từ này với từ khác, rồi học hành đồ môn này môn nọ cũng hay, để mình liên lại các môn. Thực chất á, mọi người cái sự liên kết á, thì mình thấy là cái gì nó cũng liên kết được nhau chứ, là cái giống gì trong đời mình nó cũng liên kết được với cái mình học. Tức là cái sự liên kết nó luôn có, tức là mình tìm nó sẽ ra. Cho nên là cái chỗ đó thì nó là cái thứ mà nó rất là kiểu khi mình suy nghĩ với ý tưởng nào đó thì mình chỉ cần liên kết các cái thứ mà trong đó nó có. Tức là mình ví dụ mình muốn liên kết cái học cái kiến thức này với là cái việc làm này, thì mình cần biết hai cái là mình liên lại với nhau, mình phân tích thành tố ra, mình liên kết lại, tự nhiên mình sẽ có cái ý tưởng mới cho cái việc đó. Tức là cái quá trình sản sinh ra ý tưởng mới nó rất là đơn giản, từ việc là mình liên kết những cái này với cái kia, thành tố này thành tố kia, thì mình sẽ ra được những cái ý tưởng mới. Vậy thôi đó. Ok rồi, ổn hết hết mọi người ha. Một hồi đúng không? Nếu mọi người không mọi người ok hết đúng không? Nếu mọi người có hỏi thì phải nhắn lên. Mọi người nếu như mà các bạn khác nếu như có việc thì có thể nghỉ ngơi trước cũng được, thì cũng khá là trễ rồi. Đúng rồi, thì tuần sau mình sẽ có cái phần ứng dụng được học của một bạn đã đăng ký, thì mình sẽ công bố cái thông tin lên cái nhóm học hành, thì mọi người hãy đón xem.
và tham gia. Và à đúng rồi, mọi người hãy đăng ký cái phần chia sẻ của mình vô trong cái link này nha. Nếu mọi người muốn chia sẻ một cái điều gì đó hay ho đến với môi trường xung quanh mình và có điều kiện suy tư hơn về cái đó, thì mình có thể đăng ký cho cái link đó. Với ba anh Chuyên, cảm ơn mọi người rất nhiều đã đến dự cái, cảm ơn mọi người đã đến nghe mình nói và tương tác với mình và hỗ trợ cho mình ra thêm những cái ý tưởng mới, những cái hay ho mới. Mình nghĩ là nó sẽ ích lợi cho mọi người trong quá trình mọi người thăng tiến. Cảm ơn rất nhiều. Hoàng có chia sẻ thêm là cái Lộc vừa nói là cũng nằm trong phẫu thuật sáng tạo. Ồ, vậy hả? Em mới biết cái này luôn á. Em sẽ tìm kiểu thử cái 40 phẫu thuật sáng tạo Tris và sẽ ok, bye bye Cô Tú, bye bye. Bye bye mọi người, bye bye bye. Bye. Ok, trời ơi. Trường Cử Thí. Ok, cảm ơn mọi người. Tạm biệt. Anh Hoang ghi bài kịp đúng không anh? Mọi người có cần cái phần ghi chép mà kể ý không? Ok, cảm ơn Khôi đã đến dự. Tạm biệt. Ok, rồi cảm ơn anh Hoang. Phước có đầy đủ. Bye, cảm ơn anh Tốt. Bye. Ok, cảm ơn Tân. Người nhắc tiền tư hậu tư. Nhắc hậu tư sau buổi này. Bye bye cả nhà. Người nhớ tham dự tuần sau nghe. Tuần sau sẽ có những cái giá trị cũng hay ho nữa. Cảm ơn mọi người. Bye bye.